Đây là một trong những bài huấn luyện thể lực hàng ngày của bộ đội đặc công chống khủng bố, ngâm mình trong nước nhiều giờ, bơi liên tục hàng chục km là nội dung huấn luyện bắt buộc để rèn sức chịu đựng. Nếu chiến đấu viên năm nhất chỉ bơi từ 7 đến 10 km, thì với những người dày dặn kinh nghiệm, độ dài tăng gấp đôi. Mới ban đầu mình tập trung vào với cái vấn đề bơi thì có hơi bỡ ngỡ, đồng thời cũng áp lực tâm lý rất là nhiều. Và qua quá trình là rèn luyện do cán bộ sâu sát cũng như là phương pháp huấn luyện hợp lý, thì trình độ bơi, kỹ chiến thuật cũng như là các động tác bơi trở nên thành thạo thuần thục. Không chỉ giỏi về võ thuật, bộ đội đặc công còn phải sử dụng tinh thông binh khí, bởi nó có thể giúp tiêu diệt đối phương bằng một hoặc hai đòn đánh. Ngoài 36 thế giỏ, thì đao và côn được bộ đội đặc công thường sử dụng, do đó yêu cầu tập luyện thuần thục trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Chúng ta là phải rèn được có được thể lực để có được cái nền tảng, và cũng như là những cái động tác võ thuật chúng ta phải muốn thuần thục được, chúng ta phải làm lặp đi lặp lại, rèn luyện liên tục, nó thành như một cái thói quen của mình, một cái phản xạ tự nhiên. Nếu võ thuật là sự kết hợp của các động tác trên cơ thể, sự nhanh nhẹn, khéo léo và sức mạnh thuần túy, thì khí công hoàn toàn khác. Đây là nội dung huấn luyện khó, nếu không có ý chí, kiên trì rèn luyện đúng phương pháp thì khó đạt kết quả. Để làm được điều này, các chiến đấu viên trải qua từ 2 đến 3 năm tập luyện với quyết tâm cao cùng thể lực và sức chịu đựng tốt. Cái khó nhất của cái động tác khí công ấy là phải dẫn khí. Quá trình dẫn khí rất là quan trọng. Khí truyền đến đan điền, xong truyền đến các cơ. Mình muốn là tập khí công ở bộ phận cơ nào thì mình truyền khí đến cơ đó. Thì lúc đó cơ thể mình gắn chắc, mỗi một nhóm cơ hoạt động rất linh hoạt và có độ chắc chắn cao để thực hiện động tác. Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, được tuyển chọn và đào tạo khắt khe, các chiến đấu viên đặc công sở hữu nhiều kỹ năng điêu luyện, trong đó thực hiện nhuần nhuyễn kỹ thuật leo nhà cao tầng và khả năng xử trí tình huống là yêu cầu bắt buộc với lực lượng chống khủng bố. Trước kia thì tôi chỉ được học những động tác cơ bản như là động tác tuột xuôi, động tác tuột ngược và động tác chạy tường. Thì trong đó là động tác chạy tường là động tác khó nhất, nhưng mà trong những năm gần đây thì ngoài cái ba động tác kể trên thì chúng tôi còn luyện tập thêm cái nội dung là cốc ngược, cốc nghiêng, đổ bộ bằng đai khóa và đổ bộ bằng dây chuyên dụng. Đổ mồ hôi trên thao trường, nhưng không một chiến sĩ nào nản chí, bởi những giọt mồ hôi hôm nay sẽ mang lại những kết quả tích cực nếu xảy ra thực chiến.